chào các bạn, mình là Hailey Tống. Hiện tại mình đang có mặt tại hậu trường chụp hình cho Ivy Moda xuân hè năm 2018. Thì như các bạn biết và những người bạn đang theo dõi Ivy Moda thì Ivy Moda đã kết hợp với lại Elle tạp chí rất là lừng lẫy. Ngày hôm nay thì khi mà mặc trên mình bộ trang phục này và xem qua những cái bộ thiết kế thì Ivy Moda mong muốn mang đến một cái hình ảnh mới, đó là một người phụ nữ vừa lãng mạn và một phụ nữ hiện đại. Thì bộ sưu tập ngày hôm nay Hailey cảm thấy là nó rất là gần gũi với lại bản thân. Bộ sưu tập này nó có cái gì đó cân bằng giữa cái cũ và một cái mới, là giữa sự lãng mạn và hiện đại. Thì Hailey nghĩ là khi mà những người phụ nữ chung chúng ta khi mà tiếp xúc, khi mà được chạm đến bộ sưu tập này thì chúng ta sẽ cảm thấy là mình xinh đẹp hơn. Và từ đó nhắc cho bản thân mình là hãy nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn,